xin giới thiệu tới cô chú anh chị nhà đầu tư một lô đất giá tốt nhất khu vực. Lô đất nằm cách đường biển Phạm Văn Đồng chỉ 130m và chúng ta đang di chuyển vào lô đất. Lô đất nằm gần trường học, các nhà nghỉ khách sạn và các nhà rất là to, khu dân trí cao, an ninh tốt. Đường chúng ta thấy là đây là đường ô tô đi thoải mái nhé mọi người. Và diện tích thực tế là 100m2, nhưng mà trên sổ thì 81m2 và chúng ta chỉ tính tiền 81m2 thôi nhé. Và chúng ta đã tới lô đất rồi ạ. Đây là một lô đất mà với giá đầu tư cực kỳ tốt, khó tìm được lô thứ hai. Ở vị trí này thì xung quanh đang bán với giá 40 hay thậm chí là trên 40. Còn với lô đất này chúng ta chỉ mất 29 triệu một mét vuông thôi thì chúng ta đã có thể sở hữu nó. Đây là một cơ hội để ta có thể có được một cái mảnh đất đầu tư dùng có thể là xây căn hộ view biển với một mức giá cực kỳ tốt vì chủ đang ngộp vì mùa dịch này. Xung quanh trên tận núi như Hòn Sợn thì người ta đã bán giá từ 40, gần 40 đến 50 rồi, trong khi ở đây chúng ta có thể gần biển, gần đường con đường vàng Phạm Văn Đồng và giá chỉ có 29 triệu. Và đây Thành đang quay một tí bên trong cái mảnh đất. Chúng ta vào trong đất nhìn nó rất là rộng đúng không ạ? Mảnh đất rất là rộng luôn. Khi chúng ta sang bành nó ra thì chúng ta có thể xây được một cái căn hộ view biển hay một khách sạn rất là tuyệt vời. Đây, đây ạ. Thành đang quay bên trong. Đây là một căn nhà đã nát rồi, chúng ta có thể phá nó đi, sang bành nó lại. Vào trong chúng ta thấy được diện tích rất là rộng, tổng diện tích hơn 100m2 nhé. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.